Ui, chào anh em, tiếp tục thì hôm nay em cập bến cho anh em một con Aikai VIP ha. Đó là Aikai GXC570D ha. Một con Aikai rất là nhiều anh em được săn đón và sử dụng nha anh em nha. Con này tình trạng thì đẹp hơn cái con đợt trước em về ha. Đẹp hơn con đợt trước ha. Nắp Mika rất là đẹp nè, zin hết anh em nha. Thùng hộp gỗ đẹp này, mặt mũi đẹp nè. Cái đẹp của nó là đẹp hơn chứ không có đẹp tuyệt đối. Ví dụ con này những giờ này chấm phẩy nó rất là nhiều. Con này vẫn có chấm đầu kim anh em nha, nhưng mà rất là đẹp. À, không thể chối từ được. Nó có những cái vết kim rất là nhỏ. Mà chị kiểm tra nhưng quay đây giờ không thấy nổi nè, nó quá nhỏ ha. Đó. Nó có nha. Có nhưng mà rất ít ha. Nói chung là mấy cái này là hàng đấu giá ha. Anh em không biết thì cứ tra số seri vào, anh em mà mua biết người ta vào số seri rồi là biết hàng đấu giá liền. Rất là đẹp. Kèn luôn em nha. Mặt sau nè. Rất là mới ha. Đó, ai cài. Đẹp lắm, con này đẹp xuất sắc luôn này. Đó. Rồi nói về 570D từ chất âm cho tới cái ngoại hình, nhiều anh em mua những cái con mà hơi chấm chấm phải phải về nhiều á, anh em lên gold, còn em thích mua những con riêng như thế này rồi bán cho anh em chơi nguyên bản ha. Đó. Đẹp lắm anh em, ruột gan 7 màu ha. Đó. Và cái mức giá của em nó tại shop em là 22 triệu anh em nha. 22 triệu ha. Một con đẹp tuyệt vời luôn nè. Giờ là đẹp lắm rồi, cho nên trưng bày ha. Đó. Đẹp lắm nha. Đó. Ở đây thì nó có cái tì nhẹ cái góc nè. Em nghe ngón tay em thấy không? Đó. Con này anh em ngoài kia đang bán không dưới 24 luôn nè. Ha. Nút nè. Kiếp đây nè. Đó, đẹp lắm nha. Đấy, cửa băng nè. Quá phê. Ok nè em nha. Anh em nào chốt con Aikai 570D này về trưng bày thì alo ngay cho em nha. Một con duy nhất thôi nè mày. Một con duy nhất ha. Đó. 22 triệu ha. 22 triệu quá đẹp luôn. Rồi, chuyển khoản đủ em bao phí ship. Ship còn anh em cọc với em 20% giá trị sản phẩm. Em không bao ship cho em còn ha. Chào anh em, chào các bác nha.